jolt and then you'll die. Hello hello hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Hòa Thân đây. Nội dung ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một nội dung liên quan đến tâm lý giao dịch. Một cái nguyên nhân mà khiến chúng ta thua lỗ rất là nhiều và khiến chúng ta cháy tài khoản trong cái thị trường này, đó chính là gì? Phần lớn, hầu hết tất cả mọi người đều không chấp nhận thua lỗ. Đều luôn muốn một điều, đó chính là gì? Phải sanh tài khoản, phải chiến thắng trong cái lệnh đó. Hầu hết tất cả mọi người đều có một cái tâm lý như vậy, đó chính là phải chiến thắng, không bao giờ chấp nhận thua lỗ. Đó là lý do vì sao mà những cái lệnh của mọi người vào, nó lại gì? Nó lại khiến chúng ta mất rất nhiều tài khoản và khiến chúng ta cháy tài khoản. Đó là lý do mà khiến chúng ta luôn luôn chúng ta thua lỗ, đó chính là không chấp nhận thua lỗ. Mình đã chia sẻ với các bạn một cái video liên quan đến gì? Chúng ta thua một trận đấu, nhưng chưa chắc chúng ta đã thua trong một trận chiến, trong một cuộc chiến. Trong một cuộc chiến thì nó gồm rất nhiều trận đấu. Các bạn có xem mấy không? Các bạn có xem Tam Quốc Diễm Nghĩa chưa? Đúng không? Tam Quốc Diễm Nghĩa nó rất là hay. Bộ phim rất là hay luôn. Nó liên quan đến gì? Nó liên quan đến tranh giành giữa các vùng đất của bên gì? Bên Trung Quốc. Thì như là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý là một nhân vật mà gì? Đã thống trị được đất nước chỉ bằng một mưu đồ thôi. Nhưng mà ý của mình muốn nói ở đây là gì? Tư Mã Ý đánh nhau với Gia Cát Lượng rất là nhiều, đúng không? Và Tư Mã Ý thua phần lớn, đa phần là thua Gia Cát Lượng. Tất cả những cái trận đấu ở trong Tam Quốc Diễm Nghĩa phần lớn là thua Gia Cát Lượng. Nhưng mà gì? Nhưng mà ở trận đấu cuối cùng, trận chiến cuối cùng, khi mà Tư Mã Ý vẫn còn sống, trong khi đó Gia Cát Lượng bị chết, và anh ta và ông ta đã giành được chiến thắng ở những trận đấu cuối. Một cái hàm ý, một cái nội dung ý ở đây là ý mình là gì? Chúng ta có thể thua trong một lệnh, thua hai lệnh, thua ba lệnh, có thể thua 4 đến 5 lệnh, không làm sao cả. Vì sao? Vì chúng ta có thể thua 5 lệnh, 6 lệnh, 7 lệnh cũng không thể làm sao được. Chúng ta có thể mất 50% tài sản. Nếu ví dụ chúng ta giết 10% một lệnh, chúng ta có thể mất 50, 60, 70. Nhưng mà đến lệnh thứ 8, lệnh thứ 9 mới là lúc chúng ta có thể giành được chiến thắng. Chúng ta phải giữ được vốn đến khi gì? Giữ được vốn đến khi nào? Giữ được vốn đến khi nào mà chúng ta có thể giành được chiến thắng? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn vốn là còn tất cả. Còn vốn mới là gì? Mới là còn để chúng ta chiến đấu. Chúng ta chỉ chinh phục thị trường này. Chứ các bạn mất hết vốn rồi thì các bạn làm gì được nữa? Không còn vốn nữa thì chúng ta làm sao chúng ta có thể giành được chiến thắng trong cái thị trường này. Cho nên là mình cũng chẳng ngại khi mà tài khoản của mình hiện tại bây giờ đang bị mất rất là nhiều, nhưng mình không bao giờ mình ngại luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình có thể ích được tài sản. Và việc chia tài sản nó là chuyện rất là bình thường. Mình có thể x2, x3 trong vòng một ngày, nó là chuyện rất là bình thường của mình. Và mình có thể chia 2, chia 3 tài sản trong vòng một ngày, nó cũng là điều rất là bình thường. Tài khoản của mình thì mình rút thừa vốn rồi, cho nên là mình chả sợ một cái điều gì. Ok, chúng ta bước vào nội dung ngày hôm nay, đó chính là gì? Hầu hết chúng ta không bao giờ chúng ta chấp nhận thua lỗ cả. Chúng ta luôn gồng một cái lệnh nào đó, đến khi mà chúng ta có lãi thì chúng ta mới thôi. Đó là cái điều rất là nguy hiểm các bạn. Trong cái thị trường này, nếu mà gồng được một cái lệnh đến lãi thì thôi, nó rất là nguy hiểm. Thà rằng chúng ta cắt lỗ cái lệnh đó đi, và chúng ta chờ đợi một cái cơ hội đẹp hơn để chúng ta gì? Để chúng ta vào lệnh. Vì chúng ta phải giữ được vốn của chúng ta. Ok không? Thì đó là cách mình vẫn làm, là luôn luôn giữ lại một cái phần vốn. Vì một cái phần vốn đó, rút
cho chúng ta có thể lấy lại được tất cả, hoặc là gì, hoặc là chúng ta có thể mất nhưng mà chúng ta có thể lấy lại tất cả từ cái phần đó khi mà chúng ta còn vốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ cần bắt đúng một con sóng thôi là chúng ta có thể lấy lại được vốn rồi. Mình thì sáng nay mình bắt sai cái con sóng này, mình nghĩ rằng đến đây nó giảm này, đến khu vực này nó giảm, khu vực chỗ này là nó giảm, nhưng mà không ngờ nó lên mãi tận trên này nó mới giảm. Đây là do mình bắt sớm quá, hơi sớm ở cái thời điểm này, nhưng mà đến đây nó mới giảm, đến đúng cái kỳ này nó mới giảm. Mình nghĩ rằng nó về được cái vùng này là nó giảm, cho nên bắt ở đây. Và sáng nay mình đã bị SL mấy lần nhưng không sao cả, đúng không? Còn vốn là còn chiến đấu, chúng ta không phải, chúng ta đừng tâm lý gì nhé các bạn nhé, không phải tâm lý mất thua game này ta bày kèo khác. Đây là một lệnh chúng ta có thể vào vàng, nó sẽ giảm bởi vì mọi người biết vì sao, đây là xu hướng của nó này. Ok chưa? Và gì, và các bạn có thể nhìn thấy thứ nhất nó gặp key của tham viên lớn hơn, đó chính là key này, đó chính là cái key này, đâu nhỉ, mình vẽ rất là phát này. Đây key này, đây key của tham viên lớn hơn. Và gì, nó đã đóng cái nến thấp hơn cái gì đáy này, và đã hình thành thì hai đỉnh trong một xu hướng giảm. Hai đỉnh trong một xu hướng giảm, nó là gì? Nó là giảm tiếp diễn đúng không ạ? Và vàng nó sẽ thủng về đây, ít nhất là cái vùng này. Thủng về đây thì bắt đầu nó có thể tăng, thì nó có thể tăng tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì nó cái vùng này nó mới chính xác là cái vùng 0.5 cho đến 0.618, thì nó phải về đây. Sau đó nó mới, một là nó bay lên, hai là nó xuống tiếp. Thì ở cái vùng này mình phải chờ nó phản ứng tại cái vùng này để xem nó đi đâu, về đâu. Sau đó chúng ta mới tiếp tục, chúng ta gì, bước vào chiến đấu với vàng. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta phân tích vàng là chúng ta cứ phân tích gì, phân tích nó là một gì đấy nó kinh khủng các bạn ạ. Chúng ta hãy gì, phân tích ngắn ngắn hạn thôi. Nếu riêng con vàng phân tích ngắn hạn thôi, mình biết nó về đâu đúng không, thì mình đánh nó về đó thôi, còn lại chờ thị trường nó phản ứng. Mình luôn luôn như vậy, cứ đi đánh nó về các vùng key level và chờ nó phản ứng tại các key level, thì bắt đầu mình mới gì, mình mới vào tiếp, mình mới đánh tiếp. Thì con vàng hiện tại nó đã hồi về cái key lớn rồi, nhưng mà gì, các bạn biết vì sao nó mình lại thấy dấu hiệu tăng không? Bởi vì cái đỉnh này này, hai cái đỉnh nó bằng nhau, và ở đây nó tạo thành một cái cây pin ba, đúng chưa? Cây pin ba mày thường nó sẽ hồi về đây thì nó bay lên đấy, cây pin ba tại đáy mà, mọi người gộp tất cả các nến này vào, nó sẽ thành một cây pin ba. Và gì, và cây pin ba này thường nó sẽ hồi về, mình thường mình sẽ gì, khi mình vào lệnh mình sẽ hack 1/2 pin ba, có nghĩa là về cái vùng 0.5 0.68 thì nó sẽ bay lên. Thì mình chỉ đánh nó về vùng này thôi, sau đó thì nó bay đi hay không thì là việc của nó. Nếu nó bay lên thì mình bắt đầu mình đánh tiếp, mình tiếp tục mình vào lệnh, nhưng mà mình chỉ đánh được về đây thôi. Đấy, đó là cái phân tích ngắn hạn của mình. Mình thử vào tham viên lớn hơn để xem nhé. Tham viên lớn hơn ở cái vùng này, hôm qua mình đã bảo các bạn ở vùng này đúng không, khi nó phân kỳ đây, đây chính là lúc nó phân kỳ này. Thì vào một cái lệnh rất đẹp ở đây, phân kỳ đúng chưa, phân kỳ, nhưng mà hiện tại nó đã hồi về cái kỳ giảm này, mọi người nhìn này, cái kháng cự giảm này, thì có thể nó hồi về đây hoặc nó hồi về đây để nó gì, để nó bay lên tiếp. Đó, đó là phân tích vàng của mình. Ok, đến thằng DI, thằng DI này nó không nó đi rất là kinh khủng các bạn, nó ra tin phát nó giật lên thoát khỏi cái vùng này. Thì hiện tại nếu mà khung ngày của DI thì nó đang tăng, nhưng mà cái chỉ số của nó đã, chỉ số của nó thì nó vượt quá cao rồi. Đây, vượt quá cao rồi. Thì ở cái khu vực này mình chắc chắn rằng là nó sẽ điều chỉnh đi. Đấy, nó sẽ điều chỉnh ở đây. Đấy, điều chỉnh chỗ đâu, điều chỉnh chỗ đây. Mọi người để ý này, hiện tại nó đã đi đủ 5 sóng rồi đấy. Đây mọi người để ý nhé. Nếu vẽ 5 sóng thì chúng ta vẽ như này, 1 này, 2, 3, 4, 5, đúng chưa? Và nó gì? Nó sẽ điều chỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì AB, mọi người để ý này. Đây, mình kéo này nó nhỏ thôi. Bởi vì sao này? AB này đã bằng CD, đúng chưa?
Ở đây nó sẽ có một cuộc điều chỉnh ở đây. Bởi vì vị thế của nó đã cho chúng ta gì? Quá mua quá bán rồi. Đúng chưa? Nó sẽ điều chỉnh. Và nếu nó điều chỉnh thì những cái đồng này là những cái đồng cho chúng ta chỉ số 3 này. AU này, EU này, GU này. Khi nó đến các vị thế đẹp là chúng ta phải buy luôn các bạn nhé. Đến các vị thế đẹp chúng ta phải buy. Đó. Thì con vàng này nó đã đến gì? Mọi người để ý này, A, B bằng CD nó phải điều chỉnh đúng không? Điều chỉnh về đây. Đúng cái gì? Đúng cái key này luôn. Thì đây là một vị thế mà cho chúng ta gì? Một vị thế buy chứ không phải là sell. Sell chỉ là ngắn hạn thôi. Còn lại dài hạn thì chúng ta phải tìm kiếm gì? Lệnh buy ở đây. Đúng không? Chúng ta phải tìm lệnh buy ở đây, chúng ta không phải tìm cái lệnh sell nữa bởi vì nó đã về được cái vùng này. Thì nó bay lên tiếp chứ không mấy được. Đây tham viên lớn đây đã cho chúng ta một cái đảo chiều rồi. Đó. Tham viên H1 thì chúng ta cho chúng ta xoay chiều ở đây nhưng mà xoay chiều nó ít thôi. Đây, xoay chiều một ít thôi. Và nó sẽ tăng tiếp. Và con vàng này mình nhận định sẽ là tăng tiếp. Nó sẽ giảm về được nó sẽ giảm về cái vùng này. Giảm về cái vùng này, vùng nó rơi vào khoảng độ đây. 1 là vùng này. 2 là nó sẽ về đây. Để nó bay lên tiếp, để nó bay lên cái này. Lên 1810. Đây là nhận định vàng của mình. Hai điểm này mình sẽ canh bay hai điểm này. Ok, thì video hôm nay mình chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Nhận định về vàng và nói một cái điều vài điều với các bạn để chia sẻ với các bạn thôi. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả bạn.